On B main. Lao healing. I think droning B main, droning B main. Oh, droning B main. I can't miss. Rồi thì nói chung là không bằng bo nữa, tôi sẽ lấy con chuột đó ra. Trước khi tôi lấy con chuột đó ra thì anh em thử dự đoán coi con chuột đó là con chuột gì. Đó anh em, tôi sẽ gợi ý nha. Tôi sẽ gợi ý. Đây là con chuột wireless. Rồi anh em mau, anh em sẽ dự đoán được đúng này. Có người đoán trúng rồi đó, có người đoán đúng rồi đó các bạn ạ. Ok, thì hôm nay như title á, thì tôi ghi là tôi sẽ được trải nghiệm test một con chuột mới. Các bạn thấy đó, thì lâu rồi, thì con này thì tôi thấy nó cũng ra cũng khá là lâu rồi. Tôi thì cũng ngày xưa cũng đã từng trải nghiệm rồi. Và bây giờ tôi có cơ hội để tôi trải nghiệm lại và biết đâu tự nhiên nhờ con chuột đó tôi lên Radiant thì sao? Hay là biết đâu chuột nó giúp tôi êm chuẩn này nọ các thứ hơn nữa sao? Ok, thì nói chung là để không vòng vo lòng vòng các thứ. Ok, thì tôi sẽ lấy con chuột đó lên. Tăng 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 tăng. Ê, chuột Yowie, BenQ Yowie SC2 CW. Nói chứ thì bên phía BenQ gửi cho tôi con chuột này để mà xài và trải nghiệm đánh giá. Con này tôi đã xài trước đó nhưng mà nó là một cái phiên bản có dây. Thì lúc đó tôi có chơi Pepsi thì lúc đó tôi xài một con EC2A. Và lúc đó tôi xài có dây thì nó lại bị vướng víu quá các bạn không? Đúng không? Sau đó tôi mới chuyển qua xài wireless. Thì đó như hiện tại thì các bạn biết rồi, trước đó là hiện tại là tôi đã xài wireless trước khi tôi nhận được con này. Thì hôm nay thì tôi nhận được con EC2 setup này thì để mà xài và trải nghiệm đánh giá như thế nào. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ inbox mở cái hộp này ra coi bên trong hộp này có những gì nha anh em. Giống là hộp thì basic nhưng mà nhìn cái hộp nó cũng khá là gọn gàng, cũng khá là đẹp. Đây tôi inbox đây nha. Ok chưa anh em, đây nhân vật chính của chúng ta bên kia Yowie EC2 setup nè. Không con chuột nó dính hẳn trên đây luôn các bạn. Có vẻ như bên kia làm cái này nó kiểu nó bám á, nó bám như con chuột cho chắc á, để tránh trường hợp các bạn khui chuột ra, inbox chuột ra mà kiểu rớt rơi này nọ các thứ á. Ok, kế tiếp là chúng ta sẽ có thêm một miếng fit đây các bạn ha. Fit của bên phía Yowie chuẩn bị sẵn cho chúng ta nè. Còn kế tiếp chúng ta sẽ có thêm đó là một cái sách hướng dẫn. Đây là một cục receiver khá là to các bạn ạ. Hay còn gọi là hình như cái này theo tôi nhớ hình như là nó còn được gọi là đốc sạc. Ừ đúng rồi. Nè. Đốc sạc này các bạn, nó có một cái đầu cắm để mà cắm lên chuột á. Đây để tôi tháo con chuột này ra nha anh em. Ok. Thì ở đây là chỗ gắn đốc sạc nè. Khi mà các bạn dùng sạc pin nè, các bạn để lên thôi. Các bạn thấy không? Ở trên đây là chọn cái chỗ mà nó có hai cái bảng cái mạch đồng nè. Các bạn định lên thôi. Ê. À là mình hiểu rồi. Cái đốc sạc các bạn nhìn nè. Nó có một cái khất để giữ chuột. Ở dưới cái chỗ cái con chuột dưới đây nè, nó có một cái khất nè để các bạn để lên á. Nó sẽ kiểu để lên như thế này nè, là các bạn sạc thôi, thấy không? Các bạn để lên như thế này thôi là các bạn sạc. Tính ra cũng khá tiện nè. Vừa là một cục receiver mà còn vừa là một cái đốc sạc. Tôi như tôi xài con trước á, mỗi lần sạc á phải rút cái cục receiver ra cắm vô. Nó sẽ có mặt về tiện lợi là nó sẽ giúp cho các bạn sạc pin ngay tại chỗ luôn. Các bạn có nghĩa là các bạn chơi xong, kiểu mà ngồi chơi hạt, chơi game xong cái để lên cái bịch cái nè, bực. Thế là sạc xong, gọn lẹ, quá nhanh, easy. Thiết kế cái cục này thì nó nhìn nó cũng khá là sang, gọn nhưng mà cũng hơi to đó các bạn. Sao trong đây nó lại có thêm một cái đầu này nữa ta? Trong đây nó lại có thêm một cái cục receiver mini nhỏ nữa các bạn. Cắm vô nè các bạn.
À, nó cũng giống như kia thôi. Còn lại nhân vật còn lại là dây sạc. Đây, dây sạc, dây bọc dù xịn sò. Mà các bạn nhìn nó một đống như thế này, bao dài luôn, nhìn như thế này là biết bao dài luôn. Con chuột này á, thì coi giá thị trường á nha, thì nó xem ra đó gần 4 củ các bạn, tức là gần 4 triệu á. Sau khi mà tôi inbox ra thì tôi cũng hiểu tại sao nó có giá 4 triệu các bạn. Chúng ta có thêm một cái nóc sạc. Ở đây chúng ta vẫn có receiver riêng, tức là nó có hai cái bộ phận này. Theo tôi nghĩ á, là cái phần nóc sạc này nó làm cho cái giá thành của con chuột này nó đưa lên giá tận gần 4 triệu. Nhưng mà thì thôi, thì nó cũng là một cái lợi ích. Nó chỉ đơn giản là sạc thôi, với lại kết nối receiver thôi, thì nó lại giống cái cục này quá, các bạn hiểu không? Thôi thì làm chi cho nó phí. Theo như tôi biết nha, cục receiver lớn hơn này mình, thì mình gọi đốc sạc để phân biệt đi nè. Ở đây mình gọi là receiver nha, cho các bạn hình dung nhỏ. Còn đây mình gọi là đốc sạc. Nhưng mà cái cục này vẫn vừa có thể gọi là receiver, nhưng mà mình phân biệt cho anh em dễ hiểu. Cái khả năng nó chống nhiễu tín hiệu hơi bị mạnh luôn các bạn à. Theo như gọi là kiểu một số người xài, kiểu người ta feedback, theo như tôi được mấy anh em mà trước đó có chơi game back, người ta nói lại cho tôi biết á. Trước đó tôi có hỏi thì mọi người nói cái này nè, cái này là cái thứ mà gọi là xịn sò. Có nhiều người người ta chơi á, người ta để cục wifi gần gần đúng không, các bạn chơi để hẳn ngay cục modem wifi luôn, các bạn để hẳn ngay đó luôn, nó không hề bị nhiễu tín hiệu. Nhiễu tín hiệu là sao? Tức là khi mà các bạn di chuột, các bạn bị nhiễu tín hiệu, nó sẽ lúc ăn lúc không, hoặc là các bạn di á, nó không có rõ. Ví dụ nha, mình ví dụ cho các bạn vẽ một đường thẳng, hay là các bạn vẽ vòng tròn gì đi, thì khi mà nó bị nhiễu á, các bạn nó sẽ có những cái gọi là nó, cái vòng tròn nó không nhìn, nó không được gọi là cong cong nét á, nó bị gọi là quăng quăng, nó bị nhiễu tín hiệu. Mà còn khi mà những cái dòng chuột như con này đi, nó sẽ giúp cho kiểu con chuột là con chuột này nè, con chuột EC2 CW này nè, không bị nhiễu. Các bạn di nó vẫn rất rất là mượt, nó không hề bị nhiễu một tí nào. Nên là mình nghĩ đây là một cái điểm mạnh, một cái điểm đáng ăn tiền nhất. Thì đây là lý do tại sao mà con chuột BenQ Yowie EC2 CW này nó lại có giá 4 triệu các bạn. Chứ nếu như nó chỉ có công dụng là sạc pin, kết nối wireless cho chuột thôi, thì mình nghĩ thà thôi xài cái này đi, thì thoảng chịu khó rút dây ra, rút dây vô cắm sạc trực tiếp. Còn như con này thì nó vừa tiện ích, nói chung là thế mạnh của nó là nó chống nhiễu rất là mạnh, rất là tốt. Các bạn để gần những cái gọi là không nhất thiết là cục wifi nha, những các thiết bị wireless hay kết nối từ xa gì đó, bluetooth hay gì đó, nó sẽ chống nhiễu cực tốt. Bây giờ trước khi trải nghiệm nãy giờ nói qua đốc sạc đúng không, nhìn sơ qua ngoại hình trước đi. Đây là một con form công thái học nha các bạn. Còn chỗ này như là chỗ sẽ nhận tín hiệu kết nối wireless á. Ngày xưa theo tôi nhớ nha, chuột Yowie ngày xưa lúc mà tôi xài, các bạn có dây á, các bạn bấm mà mỗi lần các bạn muốn chỉnh bowling ray á, nó sẽ có những cái thao tác chỉnh đây nè. Thấy không? Cái một á là trước khi các bạn cắm chuột vô, các bạn đè ở đây hoặc là đè trên, đè dưới, nó sẽ có nhận ba cái tín hiệu bowling ray. Còn bây giờ thì nó đã tiện nghi rồi các bạn, thấy không? Các bạn nhìn dưới chuột nè. 125, 500 và 1000. Kế bên thì DPI. Bây giờ nó tiện tới như vậy rồi, thấy không? Các bạn chỉnh nó rất là tiện luôn. Đây thì nút bật công tắc thôi. Ơi, tính ra bây giờ Yowie làm khá là ổn định các bạn à, tiện nữa. Nếu mà so với con chuột trước tôi xài á thì con này nó nặng hơn một chút xíu. Trọng lượng là 77 gram các bạn à. Nhìn bên hông thì nói chung là ngoại hình thì mình cũng không thấy nó quá thay đổi gì nhiều. Chỉ là phía dưới này nó có thêm những cái tiện ích á, là các bạn có những cái nút nhấn nó gọn gàng hơn, nó tiện ích và nó nhanh hơn. Mình cảm giác nha, Yowie thì các bạn phải dùng lực một chút xíu. Nó không giống như những cái dòng trước mà mình xài. Ôi, nhiều khi đụng nhẹ một cái nó cũng tính thôi. Đôi khi các bạn thấy không, có những cái pha mà kiểu các bạn đang di, các bạn đang chết, đang đi quắt, các bạn đang đi gọi là đi, các bạn là một người lắc cơ, các bạn đang đi bò mà vô tình một con chuột mà nếu như cái chỗ này nó quá nhạy, các bạn đụng nhẹ một cái nó bắn cái bùm một cái, tự nhiên các bạn bị lộ info. Các bạn đang đi bò mà, đang đi lắc cơ mà tiện bò, thì ở đây tôi thấy cái cảm giác nhấn của nó thì nó cảm giác gọi là như thế này nó mới gọi là ổn, cá nhân tôi thấy nha. Còn về cái con lăn đây hả? À, giờ ở đây màu đen, nhìn nó đỡ bị gọi đi, đỡ bị dơ hơn. Trước nó có loại màu trắng hay màu gì đó mà nó dễ bị dơ á. Bạn xài thời gian thì kiểu các bạn bị bám màu hơi tây lên á, nó sẽ đổi màu luôn. Tôi không biết là cái lớp sơn này có được cải thiện không, có nghĩa là khi các bạn xài thời gian dài nó có bị bóng hay không nha. Những cái dòng mà chuột form công thái học á, nó sẽ rất khó mỏi tay nếu các bạn sử dụng thời gian dài. Giống như các bạn ngồi ghế công thái học vậy, các bạn muốn tốt cột sống mà. Đó thì nó dạng vậy, đỡ mỗi lưng. Chuột, dòng chuột này á, thì nó có tới 3 size cho các bạn lần. Nè thì ở đây là chuột cho các bạn coi nè, con mình đang xài nè. Nè con mình đang xài là con giữa nè. Nó có 3 loại nha các bạn, các bạn tha hồ các bạn lựa. Còn bây giờ thì mình sẽ cắm dây vào để coi nó như nào nha anh em. Tôi sẽ show cam tay cho anh em coi luôn, hôm nay tôi bắn là show cam tay nè. Đây, cục đốc sạc của tôi đây nè, thấy không? Các bạn thấy không? Bây giờ cái cục wifi tôi đây nè.
Rồi. Ai nóc sàn giờ tôi đang để ở đây nha. Nói chung là mình di mình cảm giác nó cũng ổn các bạn. Cái tay mình cầm bấu chuột nó cũng là ok. Không biết phải diễn tả như nào nhưng mà nếu mà với cái form công thái học như thế này là ok đó. Trucking nè, cái này đây là bài tập trucking nha. Đây là khá là ổn áp đó. Ôm tay của các bạn di nó cũng gọi là nhanh và dứt khoát. Nó không có điểm hở ở trong khoảng tay. Tại vì nếu mà ai chơi cái kiểu mà để khoảng hở tay thì cái đó là dành cho mấy người chơi sinh nhanh. Nhưng mình chơi sinh chậm mình sẽ cầm cần ôm tay nhiều hơn. Kế tiếp thì mình sẽ qua một cái bài đó là bài bắn di tâm ngang headshot. Mình di thì tâm ngang thì tại vì mình từ đối xứng á, mình chuyển qua công thái học thì chưa thể làm quen được cái việc di tâm ngang mà nó thẳng tốt như mấy lần trước mình chơi liền được. Nói chung là mình cảm giác là nó có hơi làm chút xíu nhưng mà mình nghĩ khi mình nếu mà mình làm quen hẳn 100% thì nó sẽ ok đó. Này các bạn chỉ cần chơi tầm 1-2 hôm gì đó thì tôi nghĩ là các bạn sẽ làm quen nhanh thôi. Bài này như e mục tiêu. Chuột này mình cảm giác rồi là khi mà mình cầm một cái form công thái học như thế này, thường mấy cái bài này mình tập tầm một lần thôi là mình đã thấy mỏi rồi. Còn như con này mình phải tập nên nãy giờ mình sử dụng mình thấy chưa có mỏi quá nhiều. Nếu mấy cái tập mình tập mấy cái bài này khi mà kia mình di á nó sẽ dễ bị mỏi hơn. Thường các bạn thấy mấy cái bài này đôi khi các bạn sẽ di nó rất là nhanh và phải di theo mục tiêu. Mà nếu các bạn di nhanh nhiều quá mà với tốc độ nhanh nữa thì dễ rất là dễ bị mỏi. Nhưng mà con này nãy giờ mình sử dụng nãy giờ chưa thấy nó bị mỏi cổ tay hay là cái gì quá nhiều. Nhưng mà mục tiêu của bài này thì nó sẽ to hơn so với những cái mục tiêu nhỏ. Mấy bài này bình thường các bạn di các bạn tập á, các bạn sẽ dễ bị mỏi tay sớm nếu mà các bạn di tốc độ nhanh như thế nào, các bạn gồng tay nữa. Còn cá nhân mình thấy khi mà xài cái con chuột này form công thái học á, mình thấy là mình di nó gọi là không thấy mỏi tay được các bạn à. Thì điều này nó chứng tỏ là gì? Có nghĩa là các bạn có thể di được trong thời gian dài, các bạn chơi game trong thời gian dài, các bạn chơi lâu các bạn sẽ không bị mỏi tay. Form công thái học thì nó sẽ, mình nghĩ là nó có một mang đến một cái lợi, nó là như vậy, các bạn sẽ chơi lâu dài không bị mỏi tay quá sớm. Nói chung là mình cũng đang dần quen con chuột rồi đó, thấy cũng ổn đó. Còn bây giờ thì nãy giờ mình test phòng tập rồi, đánh giá thì mặc dù thì mới xài lại thôi nhưng mà mình cũng gọi là làm quen, thích nghi nó cũng khá là nhanh. I gotta wait. Reloading. Bring them down. Lock in sight. Stay down. Three. Bring them down. Nail. My ult's ready. Level six. Give me combat. Mark three. Reloading. Lock in sight. Đầu trái bị vậy. Show me. Stopping fire. Breaking them. Got one.
Cypher bear. Reloading. New stage in 10. I'm down. Got ISO. Focus. Fire in their hole! Enemy down. Trải nghiệm này hôm nay tôi sẽ tổng kết lại nha. Mặc dù thì tôi xài chưa có lâu, trải nghiệm lâu nên là cũng không đánh giá được 100% như rõ ràng. Sinh nãy giờ tôi bắn cũng khá là nhiều game và trải nghiệm xương xương rồi. Thì nếu mà nói về ngoại hình thì tôi thì thi thoảng nó hay ra mồ hôi tay. Thì ngoại hình thì về lớp sơn á các bạn không, mình tay mình nó ra mồ hôi nó sẽ dễ bị dính một chút xíu. Nên là cái này kiểu các bạn vệ sinh thì về lâu về dài mình không biết lớp sơn này nó có bay hay không. Thì thang điểm 10 thì mình chấm ở thang điểm 8, tại vì về cái phần lớp sơn này, nó bị bám mồ hôi tay ấy. Cho nên là mình thì thấy có một vấn đề về cái lớp sơn này thôi. Còn về cảm giác nhấn khi mình chơi ấy, thì con này nha các bạn, ở những cái switch nhấn của nó nè, những cái click chỗ này nè, các bạn nhấn ấy, khi mà các bạn ra phát đạn phát súng nào đó, kiểu là nó phải dứt khoát và các bạn phải dùng lực nhẹ. Hai nút bên hông này thì cá nhân mình thấy nha, rất là ok. Kiểu nó bự á, các bạn cảm nhận nó rất là dễ dàng. Nên là cái việc mà bấm nhầm lẫn ở chỗ này thì nó sẽ khó mà xảy ra. Kế tiếp là về cái con lăn này. Cái con lăn này thì cái khất á, mỗi lần các bạn lăn cái khất á nó rất là rõ ràng. Có một số con lăn khác thì mình thì không thích lắm. Mình thích cái con lăn này nha. Nếu mà thật sự thì nói thì mình thích là thích cái con lăn này. Hoặc là một số bạn sẽ chơi game kiểu đổi súng bằng con lăn. Thì những cái con lăn mà nó không rõ khớp như thế này nè, các bạn dễ lăn bị nhầm lẫn lắm. Theo như mình biết á, mình sạch thông số ở trên web á, thì mình coi thì con này sử dụng mắt độc là 3370. Thì như các bạn biết á, thì đây là một con mắt nó khá là phổ thông. Mặc dù là nó là một con mắt độc, nó cũng không phải là mới hiện tại. Nói chung là bây giờ rất là nhiều dòng chuột sử dụng mắt độc mới hết rồi. Như con này thì đang sử dụng một con mắt độc cũ là 3370. Nhưng mà nãy giờ mình xài, mình chơi, mình trải nghiệm, mình hầu như mình thấy nó vẫn rất là ổn định. Nó không khác gì những cái con mà đang xài những mắt độc tốt nhất hiện tại rồi. Mình thấy nó không gọi là thua thiệt gì hết á. Cái con 3370 này nè, phía vô quê tối ưu nó tốt rồi. Các bạn không cần phải lo lắng về cái vấn đề mắt độc nó thua rồi, nó nhận thua mấy con kia, nó chậm, nó trễ. Nhưng mà nãy giờ mình chơi, mình trải nghiệm hầu như là rất là ổn định luôn. Không hề có một tí cái vấn đề gì mà gọi là bị nhiễu hay là bị chậm. Ok, thì nói chung là đánh giá chung của mình thì nãy giờ thì mới trải nghiệm một ngày thôi. Đánh giá của mình chỉ dựa trên nãy giờ mình trải nghiệm. Còn nếu mà theo thời gian dài thì mình nghĩ có thể mình sau khi mình sẽ làm quen nó tốt hơn nữa đó, mình sẽ đánh giá nó được gọi là này kia hơn. Nhưng mà trước mắt các bạn thấy không, tôi mới xài một ngày thôi, tôi đã thấy những cái điểm gọi là tiện ích và cũng như những cái điểm mạnh của nó ở một cái siêu phẩm như thế này. Trong chuột này thì Pro Layer sử dụng rất là nhiều các bạn. Nếu mà các bạn là kinh phí dư giả nha, thì nếu mà các bạn muốn trải nghiệm một cảm giác của một Pro Layer hay là mấy tuyển thủ chuyên nghiệp á, thì các bạn có thể làm một em trải nghiệm. Biết đâu mình trải nghiệm một cái cảm giác Pro Layer và tự nhiên vô tình mình tìm được con chuột nó phù hợp với cá nhân mình. Tôi nói thì khi mà các bạn chơi nha, các bạn tìm được một con chuột nó phù hợp, có nghĩa là ban đầu các bạn cứng các bạn bỏ ra 4 triệu để các bạn mua một con chuột. Nhưng mà khi mà tôi nói thiệt, các bạn mua trúng được con chuột mà các bạn bắn vô tay mà nó đã, các bạn không hề thấy tiếc 4 triệu đó tí nào. Và tôi nói thiệt chứ, các bạn sẽ sẵn sàng, nếu mà chuột các bạn nó có bị hư hay bị cái gì đi nữa, các bạn cũng sẵn sàng sẽ mua lại con chuột đó để các bạn chơi. Các bạn đã gọi là làm quen nó rồi, chơi nó thấy rất là ổn rồi, nó hợp với form tay của mình rất là ok rồi. Trước đó mấy các bạn chơi con kia nó chỉ bắn gọi là ở mức bình thường, nhưng mà các bạn cầm con này vô, các bạn đổi qua một con, các bạn thấy nó đáng và các bạn thấy nó cải thiện khả năng của mình, nó vừa đúng với những cái gì mình đang cần thiết. Nhiều khi mình không nhận ra bản thân các bạn, nó không nhận ra, nhưng mà vô tình các bạn chọn ra một con, đổi qua một con chuột khác các bạn trải nghiệm, tự nhiên mình tìm được con chuột của mình. Đó là những cái mà đánh giá tổng quan của tôi về con chuột Yowie EC2CW này. Dù sao thì mình cũng cảm ơn nhãn hàng Benkyo đã gửi cho mình trải nghiệm con chuột Yowie EC2CW này.